ngày 6 tháng 6, Bộ Y tế cho biết trong vòng 6 giờ qua, cả nước có thêm 102 ca mắc COVID-19, ghi nhận tại Bắc Giang 69, Bắc Ninh 14, Thành phố Hồ Chí Minh 10, Hà Tĩnh 5, Hà Nội 2, Bình Dương 2. Trong đó 100 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Tính đến trưa cùng ngày, Việt Nam có tổng cộng 7.131 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước và 1.551 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 5.561 ca. Có 15 tỉnh, Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Sáng ngày 6 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 10 trường hợp mắc mới từ bệnh nhân 8.571 đến 8.580 và 10 trường hợp nghi mắc. Trong 10 trường hợp mắc mới đã được công bố, tất cả đều liên quan đến điểm sinh hoạt truyền giáo Phục Hưng đã được cách ly hoặc nằm trong vùng phong tỏa nên không có khả năng lây lan tiếp. 10 trường hợp này có 7 trường hợp đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính và được phân bố tại quận 12, 2, Gò Vấp 6, Tân Phú 1, thành phố Thủ Đức 1. Sáng ngày 6 tháng 6, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa có thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 có liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 tại thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Theo đó, 3 ca bệnh mới nhất là bệnh nhân nam 59 tuổi cùng vợ 53 tuổi ở thôn Trung Tiến, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh và bệnh nhân 24 tuổi ở thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Trước đó, 3 bệnh nhân này từng có tiếp xúc với 2 ca mắc COVID-19 tại thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, được công bố vào sáng ngày 5 tháng 6. Như vậy, tính từ ngày 5 tháng 6 đến nay, tại tỉnh Hà Tĩnh đã có 7 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 5 ca là F1. Sáng ngày 6 tháng 6, Bộ Y tế cho biết, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang đã có thông tin chính thức về trường hợp một nam công nhân tử vong sau khi tiêm vaccine COVID-19. Theo đó, vào tối ngày 4 tháng 6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang tiếp nhận bệnh nhân 28 tuổi, quê tỉnh Điện Biên, cư trú tại huyện Yên Dũng, Bắc Giang. Bệnh nhân làm việc tại công ty Lushare, được tiêm phòng vaccine phòng COVID-19 từ ngày 2 tháng 6, sau tiêm sức khỏe ổn định. Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bắc Giang cho biết, các chuyên gia y tế khẳng định bệnh nhân tử vong không liên quan tới việc tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo ông Nguyễn Trọng Khoa, trưởng tổ điều trị bộ phận thường trực của Bộ Y tế tại Bắc Giang, đây là trường hợp trùng hợp ngẫu nhiên sau 2 ngày tiêm vaccine xảy ra xuất huyết não trên người có dị dạng mạch máu não. Sau khi xét nghiệm cận lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh thì cho thấy có tai biến mạch não, xét nghiệm đông máu và tiểu cầu cho kết quả bình thường. Sáng ngày 6 tháng 6, Bệnh viện Dã chiến số 2 tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang đã công bố 21 bệnh nhân COVID-19 điều trị khỏi bệnh. Như vậy, hiện tại tỉnh Bắc Giang đã có 207 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Bác sĩ Nguyễn Như Phố, Phó Giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 2 Bắc Giang cho biết, tính đến sáng nay ngày 6 tháng 6, bệnh viện có 21 bệnh nhân đầu tiên được công bố khỏi bệnh trong tổng 614 bệnh nhân. Tín hiệu vui hơn nữa là đến tối ngày 5 tháng 6, tại bệnh viện đã có 138 trên 380 trả kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Hiện nay, tất cả các ca bệnh tại đây đều có diễn tiến sức khỏe ổn định. Sáng ngày 6 tháng 6, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cho biết, toàn bộ nhân viên, bệnh nhân và thân nhân của bệnh viện sau khi xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR đã cho kết quả âm tính. Ngày mai ngày 7 tháng 6, bệnh viện sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần 2. Trước đó, ngày 31 tháng 5, bệnh viện xét nghiệm toàn bộ nhân viên cho kết quả âm tính. Đến sáng ngày 2 tháng 6, một số trường hợp có biểu hiện bất thường. Ban giám đốc bệnh viện quyết định xét nghiệm lần 2 với những trường hợp này và phát hiện một ca dương tính với SARS-CoV-2. Sáng ngày 6 tháng 6, Trung tâm Y tế quận Gò Vấp cho biết, quận vừa tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 1.976 người là cán bộ công chức, người lao động, cư trú tại quận Gò Vấp, đang làm việc tại các sở ngành thành phố và các quận huyện khác. Việc lấy mẫu được tổ chức tại 3 địa điểm: trường tiểu học Hanh Thông phường 4, trường mầm non Anh Đào phường 7 và trung tâm văn hóa quận phường 13. Dự kiến kết quả xét nghiệm sẽ có trong vòng 72 giờ. Sáng ngày 6 tháng 6, lãnh đạo công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết,
cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến ít nhất 2 người tử vong và nhiều người khác bị thương. Thông tin ban đầu khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, một xe tải chưa rõ danh tính tài xế lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng thành phố Buôn Ma Thuột, huyện Ia Hà Leo, tỉnh Đắk Lắk. Khi xe di chuyển đến địa bàn phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ, bất ngờ va chạm với chiếc xe khách đang lưu thông cùng chiều. Chưa dừng lại, chiếc xe tải tiếp tục va chạm cùng với một xe tải nhỏ, một chiếc xe công nông và xe máy đang di chuyển trên đường. Cú tông mạnh đã khiến xe khách lao vào sân nhà dân, chiếc xe tải nằm lật nghiêng giữa đường. Vụ tai nạn khiến hai người, trong đó có một cháu nhỏ tử vong tại chỗ và ít nhất thêm 3 người khác bị thương, được hỗ trợ đưa đi cấp cứu.